phải. Trời ơi dính mẻo. Chào các bạn, nay đi câu cần tay bạn ơi, đứng câu đây bạn. Còn bạn chạy điểm câu bạn ơi, chứ mình cũng không biết được này nữa, xa quá chạy xa bạn ơi, chạy tiếng mấy đồng hồ mới tới điểm câu nè, không biết có cá mắm nha không nha bạn. Nay đi làm buổi sáng bạn ơi, người chưa người ghé điểm này câu rồi chiều về, giờ này cũng 12 mấy bạn ơi, câu tới cỡ 5 giờ mình về vừa, tại đoạn đường nó xa quá trời xa rồi. Đây bạn, mình câu mồi cám cá tạp đấy hai bạn ơi. Trời ơi dính khóc. Dính chỗ quay quên. Dính chỗ quay đó. Ủa đổ ở ngoài rồi. Vô động có trời, mấy anh cho nhỏ vô ổ cũng nhanh lắm. Mới nhắc cây bốn ngón mà ơi, nhỏ hơn con nãy 5 ngón lận, là dụng con ngoài rồi. Hôm nay anh cấu hả? Dì trời thằng à, giật tướng đâu nặng nặng này chứ.
phải phải. Trời ơi trời. Buông câu luôn. Á, à, tin buông luôn. Không có đứt coi chừng có ổng, đứt ngoài hả? Đứt rồi, xảy rồi. Đứt còn phao rồi đó kìa. Mắt tinh này cá nhiều lắm ha, còn nhiều lắm á. Gì nữa rồi, gì nữa rồi. Mới đứt rồi không muốn phi bự rồi. Mới đứt rồi em không muốn đứt nữa đâu nghe mấy anh. Rồi phi bự rồi. Trời ơi dính mẻo. Trời ơi dính mẻo quá, dính mẻo. Dễ dữ không anh? Trời ơi. Không làm được nó luôn á. Con này khí phê ghê quá. Xảy ra luôn rồi, xảy ra văng lửng ra luôn rồi. Nè. Đây bạn. Ký lô phải nghe quả đã bạn ơi. Vô vô đồng. Gì vậy đó? Vô biển hả? Đủ lỗ cá chứ tại. Ngon cái trà ục đó. Về thôi bạn ơi. Trời gần 5 giờ bạn ơi. Cá ăn mạnh từ lúc 12 mấy cho tới 2 rưỡi bạn ơi. Từ 2 rưỡi tới 4 mấy nó ăn quá trời yếu rồi. Thôi mình để mình coi thành quả được nhiêu nha bạn. Tổng thành quả đây bạn ơi. Được cơn mới gâu đồng với lại con Mỹ Trinh cùng với Linh với được ba con gâu phi bạn ơi. Nè con gâu phi này hơi bự bạn ơi, chắc cỡ được ký phải gu gì nè. Tôi chào các bạn nha, chúc bạn xem clip vui vẻ, bạn thấy hay bấm like đăng ký kênh để xem những clip mới nhất mình nha. Chào các bạn.